Có nhiều bạn thì chưa biết cách là kiếm thêm thu nhập từ website studi.pháp chế.edu.vn của Học viện Đào tạo Pháp chế ICA. Thì hôm nay thì với video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Với khóa học này của Học viện Đào tạo Pháp chế thì sẽ có hai khóa, đó chính là khóa học nghiệp vụ gồm những kỹ năng liên quan đến làm việc tại công ty luật, kỹ năng làm pháp chế doanh nghiệp và những kỹ năng liên quan đến hợp đồng vân vân. Còn khóa thứ hai là khóa liên quan đến cơ sở đào tạo luật, được rất nhiều các bạn sinh viên các bạn lựa chọn để mà thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức kỹ năng và ôn thi cuối mỗi kỳ học. Vậy thì với các bạn có tài khoản ở trên website này thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm được thu nhập bằng việc là giới thiệu bạn bè của mình tham gia hoặc đăng ký những khóa học bằng cách là đầu tiên các bạn hãy đặt ấn đăng nhập. Khi các bạn đăng nhập tài khoản thì giao diện sẽ là như thế này. Và các bạn ấn vào hình avatar ở phía góc màn hình, ở bên phải màn hình, chữ Affiliate. Thì với cái việc là Affiliate, các bạn có thể là theo dõi được là thu nhập của mình, có thể là lấy link. Mỗi bạn thì có một username khác nhau, ở đây username đang là ICA. Các bạn chỉ cần copy đúng cái username này và gửi cho bạn bè mình, hoặc là copy riêng các môn học, các khóa học ở đây, thì các bạn gửi. Và trong thời gian 30 ngày kể từ ngày gửi và các bạn của bạn bè người thân của mình có click và đăng ký thanh toán tiền khóa học thì các bạn ngay lập tức được thông báo và từ đó các bạn có thể cài đặt thanh toán và yêu cầu thanh toán khi mà thu nhập của các bạn đạt một cái mức độ là khoảng 500.000. Thì với cách thức này các bạn có thể lan tỏa link đến bất cứ ai, có thể gửi link đến bạn bè của mình và đặc biệt các bạn có thể được những cái mã ưu đãi để dành riêng cho bạn bè của mình khi đăng ký khóa học ở đây. Thì đây là hướng dẫn cơ bản để các bạn nắm được cách để gia tăng thu nhập thụ động từ việc lan tỏa tri thức. Cảm ơn các bạn.